À, trực tiếp. Trực tiếp, ta bán rẻ tất cả chai lớp này luôn. Đây là Dương, biệt danh là Dương Hồ Nách. Nhưng bây giờ đã không còn Hồ Nách nữa rồi mà chuyển sang Hâm Nách. Đây là Hải, quần đùi hồng. Nói mặt lên em ơi, quần đùi hồng đi em ơi. À, yêu màu tím và ghét sự giả dối. Sở thích của Hải đó là đi dạo công viên và sẽ mong các bạn trai mây lớn. À, rất mong được làm quen với tất cả các bạn trai toàn quốc. Đây là Xuân, mệnh danh là con bướm Xuân. À, nổi tiếng trong bài hát cái gì, con cu gì nhỉ? À, Hồ Quang Hiếu đúng không ạ? Long Kiêu Long hay là còn gọi là con rồng đất. Yêu màu tím cũng ghét sự giả dối, à rất là trung thực nhưng mà hay nói dối thôi. Sở thích là ăn cá vặt. Nét tốt mua đồ may lồn, với chiều cao 1m2, đánh bại một đối thủ ở nhà gửi xe. Tiếp theo đây là Cường. Cường 13 triệu. À, về nhà hoàn cảnh khó khăn thế nên là không có tiền đi mua xe đạp điện, và bạn đã mua một cái chiếc xe đạp 13 triệu. Hoàn cảnh quá, đôi khi cuộc sống vất vả. Đây là Hào Bụng, à Hào Bụng Phệ. Sau một quá trình tập gym thì 6 múi của Hào đã dồn thành 1 múi. Rất là lợi hại. Nhưng mà trốn hết thế này, Thảo đâu? Sở thích một đàn bò 40 con, sau khi Thảo đi qua thì có 50 con tự tử. À, 39 con tự tử. Một con còn lại thì 2 tháng sau cũng tự tử luôn. 50 con, 39 con tự tử, vẫn còn một con. 40 con mà, 40 con bò đúng không? 40 con bò thì 39 con tự tử, còn một con thì 2 tháng sau cũng tự tử luôn. Ngoài nào lên quân đồi hồng. Thịnh nách tốt mua đồ, với chiều cao 1m2 là lợi thế rất là lớn cho em ở trong kỳ thi sắp tới. À, rất mong làm quen tất cả các bạn trai toàn quốc. Ờ, có người chào này. Thầy ơi, sao chủ nhiều này ạ? Thầy bảo bán rẻ có sao mà. Thầy nói luôn đi, thầy ơi, em có sao thì có tay mình. Hả? Em vào xem thầy tay mình. Xem cái gì, có gì mà xem đâu. Phượng đâu em, Phượng sầu đâu em, cười đi em. Hành lý đi, thầy nhiều, rất nhiều học sinh nam trên toàn quốc. Đây là Phượng này. À, bạn nào làm quen thì 15.000, thầy khuyến mãi cho 2 bó hành. Hôm nay mới đến đoạn trai đẹp tập gym này. Bảo sao? Bắc Kiều Phong, cái mệnh danh là uống rượu như uống nước. À, một năm chỉ uống rượu 2 lần, mỗi lần 6 tháng. Đây, Bắc Kiều Phong, body rất là đẹp. Bắc Kim Trung đây. Cười đi em. Nhanh lên. À, sở thích là đá bóng, chân trái đá như chân phải đá như bà chấm luôn. Rất là tuyệt vời. Hưng mặc dù body rất là đẹp, rất là xoái ca, nhưng thực ra là bạn là giới tính nữ. Hiếu quan trọng rồi. Phía góc xa màn hình của các em kia là Hiếu và Trọng, mặc dù rất đẹp trai nhưng hai đứa đã yêu nhau rồi. Và bạn gái nào có nhu cầu thì đừng quan tâm đến hai bạn này nhá. Đây tay quảng cáo này. À, đây là anh Bi. Chim Bi đâu? Mất rồi, đúng rồi, chính xác. Cảm ơn Bi đã hợp tác cùng quá trình vừa rồi. Đây là Mít Yên. Rất chóng và rất xinh. Ngây thơ trong sáng, còn nay vàng ngơ ngác. Quần chết buôn bác thử săn. À, đây, đây. Nhớ là sau hôm nay tốt, nhớ cho thầy chân gửi xe nha. Ngân em ơi. Ngân luôn. Ngân em ơi. À, biệt tài đó là tè vào ổ điện. Không biết được. Thế đây gọi, người ta mới gọi là biệt tài, nhưng mà dễ dàng thì không ai gọi là biệt tài cả. Nhung em ơi, Nhung ơi. Nhưng mà người biết đấy thầy ơi. Thế không bằng chủ của chị. Làm ra đâu, làm ra đâu, con bé Finnison ngày xưa là sáng tác rồi cho Nhung người này. Tất cả các lớp này đi học đều vì nhan sắc của bố Huy ạ. À? Chính xác, đúng rồi. Khải em ơi, Khải em ơi, cười lên thế nào, để thầy bán rẻ nào. Đây, thanh lý tất cả chai lớp này với giá là 50.000. Khuyến mại cả quần áo và xe đạp điện. Đây, 20 chàng trai đạp trai đây. Thôi, xin chào nha. Anh đi.